Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV nhé. Ngày hôm nay thì Sơn lại có mặt ở một cái đám cưới khá là đặc biệt. Và đám cưới bên trong thì bây giờ thì cứ mời các bạn đi cùng với Sơn vào bên trong này một tí đã. Để cho mọi người thứ nhất là quan sát, thứ hai nữa là Sơn sẽ giới thiệu đến cho mọi người rằng là cái đám cưới ngày hôm nay đó là một cái đám cưới nó khá là đặc biệt. Như các bạn quan sát thấy thì ở đây là cái khu cổng rạp của đám cưới các bạn nhé. Và cái điều quan trọng nhất, cái điều chính nhất trong cái video ngày hôm nay đó là Sơn sẽ giới thiệu đến cho các bạn biết về một đám cưới của người dân tộc, gọi là dân tộc Dao họ đấy, hay còn gọi là dân tộc Dao đen đấy các bạn. Và bên trong này thì mọi người cũng đang tập trung làm cỗ và mọi thứ rất là nhiều. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào bên trong xem là bên trong này sẽ có những gì đặc biệt các bạn nhé. Đây, 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 xin chào các cô, các bà nhá. Dạ, dạ vâng, cháu là Sơn TV. Các cô có thể tìm trên YouTube á, YouTube á, thì sẽ tìm thấy Sơn TV. Sau này cô còn biết, cô còn xem. Dạ, vâng. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là, chắc là các cô này là các bà, các cô trong gia đình nhá. À, vâng. Thì đây chính là người dân tộc Dao đen đấy các bạn. Và cái đám cưới ngày hôm nay của cái chú rể này. À đấy, đấy, mình quên chưa nói là đây là đám cưới của nhà trai nhá. Đây là nhà trai và chú rể, để chưa biết ở đâu. Lát nữa thì mình sẽ tìm chú rể và ghi hình một chút sau các bạn nhá. Đây, xin giới thiệu với tất cả các bạn là hôm nay thì mình đã đến cái đám cưới của người dân tộc Dao đen, còn là gọi là dân tộc Dao họ ấy. Và bây giờ sẽ ghi hình các cô, các bà một chút này. Xin chào các cô, các bà này. Thế là cái cô cho cháu hỏi là hai cô là như thế nào với cả nhà chú rể hôm nay ạ? Đây là bác. À, là bác ạ. Bác, đây là bà cô. À, bà là bà cô. Ừ. Còn cô là bác. Thế là cái nhiệm vụ của bà cô với cả bác là đang ở đây để tiếp khách. Tiếp khách vào kiểu khách mời ván cỗ thứ ạ. Dạ vâng. Thì hôm nay cháu sẽ ghi hình ở trong đám cưới của nhà chú rể này. Bà cô của chú rể bố mẹ nó. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bà nhá. Để cháu gì vào trong ghi hình một chút nữa ạ. Dạ vâng ạ. Đó, như các bạn quan sát thấy người Dao đen thì cũng có những cái bộ trang phục nó cũng khá đặc biệt các bạn ạ. Đấy, như mấy bà cô bà bác các thứ đang mặc này. Còn ở khu vực ở bên trong này thì mình thấy rằng là mọi người cũng chủ yếu là mặc theo cái lối của người Kinh rồi các bạn ạ. Cũng không có nhiều, chủ yếu là các bà mới cả các bác các thứ thì mặc theo những cái bộ trang phục truyền thống thôi. Còn đâu là sẽ mặc theo lối của người Kinh. Chào các cô chị nhá. Đấy, đây. Ví dụ như các bà đây. Như mọi người có thể quan sát thấy đây, các bà đang mặc những cái bộ trang phục của người Dao đen này. Còn đây là chắc là người nhà. Như các bạn quan sát thấy thì ở sân khấu hội trường này thì đã được gia đình đã bày lên trên những cái bàn tiệc là những cái món cỗ trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đã được bày lên trên bàn tiệc đây rất là nhiều rồi. Và giờ thì cũng chuẩn bị chờ để đón khách thôi các bạn ạ. Chương trình thì còn kéo dài cho đến tối. Và cái phong tục của người Dao họ Dao đỏ, Dao đen này như thế nào thì chắc là Sơn sẽ phải cố gắng nán lại để lưu lại những cái khoảnh khắc, lưu lại những cái hình ảnh tuyệt vời nhất của đám cưới người Dao đen này các bạn ạ. Di chuyển sang khu bếp thì thấy có một chú đang nấu một món gì đó là khá đặc biệt. Cháu chào chú nhá, cháu chào cô. Chú đang nấu món gì đấy ạ? Thịt lợn chiên giả dê. À, thịt lợn chiên giả dê ạ? Rồi, món này trông thì khá là hấp dẫn đấy các bạn này. Dạ vâng. Đấy, như mọi người có thể quan sát thấy thì nhìn món ăn có vẻ là rất là thơm. Thơm rồi, mình đang đứng đây mình cảm thấy rất là thơm và khá là ngon luôn các bạn nhé. Đây, như các bạn quan sát này, đấy, cô đang làm này. Ui, món này thì chắc là tuyệt vời đấy. Lát nữa cô sẽ phải thưởng thức thử đấy các bạn ạ. Vẫn là món gà truyền thống này các bạn này. Món gà này thì hầu hết trong các đám cưới là đều có cái món gà này. Và đặc biệt thì đó là gà đồi, gà quê rồi. Gà khá ngon các bạn nhé. Dịch sang bên này thì thấy các chú các anh đang làm một cái món gì đó cũng trông khá là hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ phải hỏi các chú xem là chú cho cháu hỏi đây, cái món này là món gì đây chú? Món ở chậu kìa. Thịt nướng. Thịt nướng ạ. Nhưng mà nó là thịt gì hả chú? Cụ thể nó là thịt gì ạ? Châu.
À, châu nướng ạ. Châu nướng. Rồi, ok. Đấy. Như các bạn quan sát thì đây chính là cái món châu nướng này. Nhưng mà chắc là trong quá trình đang chế biến đây các bạn ạ. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển sang khu vực các anh nhà bếp này. Xin chào tất cả các anh em nhá. Các anh em đang làm món gì đây? Chắc là anh đội mũ cối này là anh trưởng bếp rồi. Đúng rồi. Đây đây. Nhìn. Đây. Đây đây đâu em xem. Ui thơm đấy anh. Ôi trời, món này tuyệt cú mèo đấy. Món này là món gì đấy anh? Thịt trâu xào. Vậy đừng nói nhá, lộ bí mật của người ta. Thôi, thế là không ai ở đây biết đây là món thịt trâu xào. Em giữ bí mật luôn. Đó. Đây từ để cho mọi người xem một anh trưởng bếp rất là vui tính, đẹp trai. Bây giờ sẽ di chuyển sang bên này nữa xem là bên này có những cái món gì nữa. À, đây châu đang xào đây các bạn này. Món châu xào nhưng mà xào rất là kiểu hiện đại nhá. Xào bằng đĩa luôn đấy các bạn ạ. Đấy, chơi hẳn bằng đĩa xào luôn. Đây cũng là một cái kỹ thuật đấy. Đảo đi anh. Đấy, như các bạn quan sát thấy thì anh đầu bếp ở đây nấu món châu xào với cả châu xào tỏi ấy. Xào rất là chuyên nghiệp, xào bằng đĩa luôn các bạn ạ. Đó, như các bạn thấy rất là hay nhá. Đó là một cái kỹ thuật xào cũng khá là đặc biệt đấy các bạn ạ. Đây, anh đầu bếp đây. Đây là món canh măng truyền thống ấy. Canh măng măng lứa, ấy, măng rừng ấy các bạn này. Măng rất là ngon. Canh măng này sẽ nấu cùng với cả món xương này. Đó, và sản phẩm của chúng ta thì ở trên kia, bây giờ sẽ di chuyển sang bên đấy một tí. Đây, các món măng được các chị nấu và đã đưa ra bát như thế này rồi các bạn nhé. Nhìn khá là hấp dẫn, khá là ngon. Mình thấy mùi măng rừng, măng nứa rất là ngon rồi. Đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là hai nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay nhé. Video ngày hôm nay thì như ngay từ đầu Sơn đã nói, đó là đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Dao họ, có nghĩa là Dao đen đấy các bạn. Và đây là chú rể của chúng ta này. Anh xin chào hai vợ chồng nhé. Chú rể cho anh hỏi một chút là em tên là gì? Dạ, giới thiệu là em tên Nguyễn Đức Quyến. À, thế còn cô dâu? À, Thương, Quyến Thương, vâng. Đúng không? Thế là hai vợ chồng là sinh năm bao nhiêu? Chú rể trước đi. Em sinh năm 2001. 2001, còn cô dâu là 2004. Theo như anh được biết thì hai bạn đều là người dân tộc Dao họ đúng không? Nhưng mà đặc biệt là hôm nay cái buổi lễ thành hôn của chúng ta thì anh đã thấy hai bạn là mặc những cái bộ vest và bộ váy theo phong cách hiện đại hết rồi. Nhưng mà có nghĩa là ngày mai thì còn không? Ngày mai chỉ là một tiệc chiều nay. À thế à? Thế thì ngày mai là mình coi như là hết xong chương trình rồi đúng không? Thế là mình không mặc những cái bộ trang phục của người Dao họ mình à? Không ạ. À bây giờ mình sống theo cái lối phong cách hiện đại rồi đúng không? Rồi ok, anh cảm ơn hai em. Anh xin chúc cho hai vợ chồng được trăm năm hạnh phúc nhé. Sinh được một quý tử đầu lòng. Còn bây giờ chắc là chuẩn bị lên sân khấu đúng không? Vâng. Anh sẽ lên trên đó và ghi hình thêm cho hai vợ chồng em nữa nhé. Vâng. Rồi. Cô dâu chú rể hãy cùng cúi xuống để chào tới toàn thể các quý vị ở đây được không ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Được nghe chia sẻ thì cô dâu Hồng Thương của chúng ta vừa đi mổ cách đây có 4 ngày thôi, nên là hiện tại bây giờ là sức khỏe không được tốt lắm. Đó, nên là rất mong tất cả các quý vị chúng ta sẽ rộng lòng, thông cảm và nở những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và kính thưa toàn thể quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Và chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay có được sự thành công, niềm hoan hỉ trọn vẹn là nhờ sự hiện diện của toàn thể các quý vị. Về phía đại biểu đoàn đại diện của phái đoàn họ nhà gái đến từ xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông trưởng đoàn là ông Phạm Văn Hoàng. Xin mời ông đứng lên để ra mắt tới toàn thể quý vị. Trọng giới thiệu sự hiện diện của song thân phụ mẫu chú rể Đức Quyến, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trường Sơn và bà Lý Thị Ninh, cùng với vị trưởng đoàn là ông Lê Đức Thảo. Xin mời các ông bà sẽ cùng đứng lên để ra mắt tới toàn thể các quý vị quý khách ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
Vâng, thưa quý vị, Đức Khuyến và Hồng Thương của chúng ta thì đã có một thời gian yêu nhau và tìm hiểu. Ngày hôm nay thì các em đã quyết định về xây tổ ấm và chèo lái con thuyền tình yêu của mình. Và ngay bây giờ thì hai bạn sẽ cùng nhau kể lại câu chuyện tình yêu bằng cách là sẽ thực hiện tất cả các nghi lễ trên sân khấu tình yêu của chúng tôi. Xin mời chú rể và cô dâu nhớ lúc nào cũng luôn luôn nhở nở những nụ cười thật tươi, thật rạng ngời, thật hạnh phúc. Vì ngày hôm nay tất cả các vị khách quý ở đây đến đây là để chung vui cùng với niềm vui của hai em. Vì thế hãy cười thật tươi để nhiếp ảnh gia cũng như tất cả các vị khách quý sẽ có những bức video, những bức hình đẹp nhất cho hai em được không ạ? Dạ vâng, xin mời hai vợ chồng sẽ cùng nắm tay nhau và tiến về phía tháp bánh tình yêu. Xin mời hai em. Toàn thể quý vị, ngọn nến ấm áp, ngọn nến của hạnh phúc gia đình. Sau đây xin được trân trọng kính mời hai bạn hãy cùng nắm tay nhau và cắt chiếc bánh ngọt ngào của tình yêu chúng tôi. Và xin mời hai bạn ạ, cắt chiếc bánh ngọt ngào ra làm 3 phần ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chữ tình, chữ chung anh để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Bánh này vỏ trắng ruột hồng, bánh này tượng nghĩa hương nồng tình yêu. Bánh này ấp ủ bao điều, tình trạng ý thiết, vạn điều thủy chung. Hãy vang lên chẳng quá tay thật lớn, thật con rõ và thật dai của quý vị, để chúng ta thay cho lời chúc mừng hạnh phúc tới đôi bạn trẻ Đức Khuyến và Hồng Thương của các bạn. Dạ vâng, xin mời chú rể có thể đứng di chuyển trở về phía giữa sân khấu được không ạ? Bởi vì phần mở chai dân tâm bay này để đảm bảo là rượu sẽ không bị đổ vào máy của cô dâu. Xin mời chú rể đứng ra phần giữa sân khấu. Xin mời cô dâu đứng vào trong ạ. Xin mời cô dâu đứng vào trong ạ. Dạ vâng, cô dâu chỉ cần đứng để cổ vũ cho chú rể thôi. Còn chú rể của chúng ta chưa kịp chờ MC hô thì chú rể đã mở chai dân tâm bay thành công với 100 cái thật lớn. Quý vị đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chú rể Đức Khuyến của chúng tôi không chỉ đẹp trai, không chỉ ga lăng mà còn rất là khéo léo và nhanh nhẹn, mạnh mẽ nữa. Chính vì vậy nên chưa kịp sóc chai rượu xung quanh thì nó đã nổ mất rồi. Xin mời hai bạn rót chai rượu xung quanh đầu tiên đã. Xin mời hai em. Chú rể hãy cùng rót lên tháp rượu của tình yêu. Các bạn kính thưa toàn thể quý vị, tháp rượu của tình yêu là biểu tượng của một tình yêu bền chặt, chúc thì sắc son như chính tình yêu đẹp mà đôi bạn trẻ Đức Khuyến và Hồng Thương đã dành cho nhau. Và ngày hôm nay đây thì Đức Khuyến cũng như muốn nói với Hồng Thương rằng: Thương ơi, em như một chén rượu hồng, anh chưa hướng đến mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống hết để say suốt đời. Xin mời em tiếp tục chai rượu xung quanh thứ hai. Và lần này là hy vọng chú rể chúng ta sẽ có dịp để khoe sức khỏe của mình và sự khéo léo của mình hơn một lần nữa. Xin mời em. Dạ vâng, một trăm một trăm lần, quý vị ạ, cổ vũ chú rể chúng ta. Dạ vâng, rất tuyệt vời. Phần mở chai rượu xung quanh rất thành công của chú rể Đức Khuyến. Và xin mời hai em sẽ rót xuống 6 chiếc ly ở phía dưới bàn. Xin mời hai em ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nhà thơ Xuân Quỳnh đã có một câu thơ viết rằng: sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Và để rồi anh hát rằng: anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Và ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Dần, thì đôi bạn trẻ Đức Khuyến và Hồng Thương của chúng ta đã đưa con thuyền tình yêu của mình cập đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu, trong niềm vui niềm hạnh phúc của cả đại gia đình bên bên. Còn xin mời hai em hãy cùng trở về phía giữa sân khấu ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay thì Tư Giang họ nhà gái đến từ xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã rất là nhiệt tình trở về đây và đưa cô dâu Hồng Thương về làm dâu con của gia đình nhà ông bà Sơn Ninh. Và vị trưởng đoàn của phái đoàn họ nhà gái là ông Phạm Văn Hoàng sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể nam nữ trong hôn trường, thay mặt cho gia đình nhà gái, gia đình nhà ông Nghĩa, bà Hận, trước tiên tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các vị khách quý trong hội trường. Trong quá trình công tác,
cháu Khuyến và cháu Thương đã thương yêu nhau và đến ngày hôm nay ở gia đình nhà gái của tôi, gia đình nhà ông Nghĩa và Hấn cũng đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và tôi được sự ủy quyền của gia đình là trưởng đoàn gia đình nhà gái đưa cháu Thương về làm dâu con nhà ông Sơn, bà Linh. Thì thay mặt gia đình nhà gái xin được có vài lời căn dặn của ông bà Nghĩa, bà Hấn. Cháu Thương thì có lớn nhưng chưa có khôn, về làm dâu gia đình nhà ông Sơn, bà Linh. Thì trong quá trình làm dâu thì cháu còn có điều gì mà sơ suất, chưa khôn, chưa khéo thì cũng được kính mong gia đình ông Linh, bà Sơn cùng với lại ông Sơn, bà Linh cùng với lại cả trong dòng họ dạy bảo thêm cho các cháu để cháu trở thành là dâu Thảo và gia đình chúng tôi có một rể hiền là Đức Khuyến. Thay mặt gia đình nhà gái, chúng tôi xin được cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà trai và một lần nữa thay mặt gia đình nhà gái xin được kính chúc sức khỏe tới tất cả các ông, các bà và nam nữ thanh niên trong môi trường. Một lời chúc sức khỏe thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vàng ngọc của bác vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà gái. Kính cho bác, kính chúc cho bác cùng với phái đoàn họ nhà gái sẽ luôn luôn mạnh khỏe, đắc phúc, đắc lộc, đắc tài. Kính thưa quý vị, nhà gái thì đã phát biểu rồi thì nhà trai chúng ta sẽ phải có dăm lời ba câu để đáp từ. Xin được trân trọng kính mời bác Lê Đức Thảo là vị trưởng đoàn của phái đoàn họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, tôi xin cảm ơn phái đoàn họ nhà gái đã dành thời gian và ngọc đủ để đến với hội trường họ nhà trai chúng tôi. Tôi không biết gì nói hơn nữa, xin cảm ơn phái đoàn nhà gái. Và kính thưa hội hôn, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô, dì, chú, bác, toàn thể thanh nam nữ tú của bạn, của cháu Đức Khuyến. Tức là gần đã đến để bớt thời gian đến để chung vui cùng với gia đình thì tôi cũng xin phép, tôi là bác của cháu thì chung đến để coi thế là vui chung với gia đình và cũng là coi thế là dìu dắt các cháu để thành đôi nữa. Thì tôi cũng xin tất cả hội hôn, thế là trong quá trình tìm hiểu các cháu chắc đi đến chín mùi và sau được sự đồng ý của đôi bên gia đình để vun đắp các cháu thành đôi nữa và cũng là được sự đồng ý của hai địa phương tức là xã Tân An và xã Tân Thượng. Chúng tôi không biết nói gì hơn hết, trước hết là xin cảm ơn phái đoàn nhà gái đã dành một cái thời gian đến để đưa cháu Hồng Phương để về làm con dâu của ông bà Xuân Đinh và cũng là từ giờ cũng là ông bà Nghĩa, ông bà Nghĩa hơn là làm chính thức là nhận cháu Đức Khuyến và làm rể Thảo trong gia đình. Thì tôi không biết nói gì hơn, cũng xin cảm ơn tất cả các ông các bà dành một thời gian đến để có chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành vừa rồi của bác vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai chúng ta. Và sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước và bắt tay nhau kết nối tình thông gia. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị ạ. Chúc cho tình thông gia của bên gia đình sẽ ngày càng gắn kết bền chặt, rất đẹp hơn nữa. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời ông con dâu chú rể cùng với hai bác trưởng đoàn sẽ cùng nâng lên ly rượu để chúng ta khai tiệc cho chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Mời chú rể ạ. Mời cô chú rể sẽ mời chai rượu tới hai bác trưởng đoàn. Dạ vâng, tất cả các quý vị ở phía dưới đã rót rượu chưa? Quý vị đã rót rượu chưa? Để chúng ta sẵn sàng cho chương trình khai tiệc đại lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Xin mời hai bác, xin mời cô dâu chú rể. Chúng ta bắt đầu ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc mừng hạnh phúc, chúc cho Đức Khuyến cùng với Hồng Phương chắc chắn tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn và xin cảm ơn Đức Khuyến cùng với cô dâu Hồng Thương. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời hai bác quay trở về bàn tiệc ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ca dao cũng có câu nói rằng công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Hôm nay nên vợ thành chồng,
không thể không kể tới công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ của đấng sinh thành. Sau đây xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu sự hiện diện của ông bà Sơn Linh là song thân phụ mẫu của chú rể Đức Khuyến sẽ di chuyển trở về sân khấu và có món quà dành tặng tới hai con. Xin trân trọng kính mời ạ. Sinh thành chú rể Đức Khuyến của chúng ta là ông Nguyễn Trường Sơn và bà Lý Thị Minh ạ. Xin được trân trọng kính mời hai ông bà. Sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông bà sẽ cùng trao lại món quà là kỷ vật, là tình yêu thương vô cùng to lớn mà cha mẹ đã đúc kết lại đây, là một món quà vô cùng quý giá. Kính thưa toàn thể quý vị, mới ngày nào thì chú rể Đức Khuyến của chúng ta vẫn còn bé bỏng, nằm trong vòng yêu thương của mẹ, vẫn tập dẫn đi những bước đi đầu tiên và bi vô tập nói, vẫn nằm trong vòng yêu thương của mẹ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú rể Đức Khuyến chúng ta đã khôn lớn trưởng thành, yên bề gia thất và đưa về đây cho cha mẹ một nàng dâu thảo là cô dâu Hồng Thương đến từ xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Một nàng dâu rất hiền lành, rất nết na, chịu thương chịu khó, mà nước da thì vừa trắng lại vừa hồng, người thì thắt đáy linh ong, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Dạ vâng, một lần nữa xin được thay lời cho chú rể Đức Khuyến cùng với cô dâu Hồng Thương xin được trân trọng cảm ơn tới những tình cảm vô cùng to lớn từ món quà của cha mẹ dành tặng cho hai bạn. Gia đình có thể cười được một nụ cười thật tươi để cho nhiếp ảnh gia chúng tôi sẽ có những bức hình đẹp nhất cho gia đình được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn quý vị ạ, để thay cho lời cảm tạ chân thành của cô dâu chú rể dành tới những đấng sinh thành. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời ông bà sẽ quay trở về bàn tiệc. Cho đôi bạn trẻ Đức Khuyến và Hồng Thương xin được trân trọng cảm ơn tới toàn thể các vị khách quý, các ông bà, các cô dì chú bác, cậu mợ và bạn bè thanh niên nam nữ. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây để chung vui cùng với hạnh phúc của gia đình, và đặc biệt hơn nữa là để cho niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ được trọn vẹn và hoan hỉ hơn. Kính chúc cho quý vị sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đắc lộc, đắc tài và có một bữa tiệc thật ngon miệng. Chúc cho cô dâu chú rể tâm trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời hai em sẽ di chuyển về phía các bàn tiệc và cùng nâng lên ly rượu chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Các bạn ơi, vậy là chương trình đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Dao, gọi là Dao họ, Dao đen đấy các bạn, thì cũng đã được thành công tốt đẹp rồi. Và bây giờ mọi người cũng đang ăn cỗ, uống rượu chúc mừng cho gia đình hai họ, chúc cho gia đình được trăm năm hạnh phúc đó. Và bây giờ thì chắc có lẽ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây để Sơn cũng đi làm chén rượu chúc mừng cho gia đình của đôi bạn trẻ các bạn nhá. Xin chào các bạn.